Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và các hồ thủy điện xả lũ đã gây sạt lở ngập úng tại các xã Minh Lương, Chí Đám, Sóc Đăng, Hùng Long, Bằng Luân, Vân Đồn, Vũ Quang, Minh Lương của huyện An Hùng. Đặc biệt, đêm ngày 10 tháng 9, trên đoạn đê sông Lô thuộc địa bàn xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, nơi giáp danh với xã Hợp Nhất, huyện An Hùng đã bị vỡ. Ngay trong đêm 10 tháng 9 và ngày 11 tháng 9, hàng trăm người dân và các lực lượng chức năng đã khẩn trương cùng với tỉnh bạn gấp rút vá đê. Trước tình hình mưa lũ trên địa bàn xã Hợp Nhất nói riêng và ở huyện Đoan Hùng nói chung, thì sau khi có những sự cố trên các tuyến đê cũng như cống dưới qua đê, thì Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão của xã Hợp Nhất đã chỉ đạo thành lập các tổ ban ứng phó ứng trực tại các điểm xung yếu. Và đặc biệt là có những chỗ khu vực cống dưới đê dò dỉ, đã cùng với các lực lượng chức năng và bà con nhân dân trong toàn xã thực hiện các phương án để thực hiện ngăn chặn những dòng chảy và đặc biệt ngăn chặn những cái thiên tai không đáng tiếc xảy ra cho bà con nhân dân trong địa bàn. Thực hiện công tác phòng chống lụt bão, lãnh đạo huyện An Hùng cũng thường xuyên tổ chức các đoàn công tác xuống các xã ven sông, chỉ đạo các địa phương kiểm tra, tổ chức phân công lực lượng trực ban 24/24 giờ, theo dõi liên tục mức nước trên sông để có phương án di dời người dân khi cần thiết, tổ chức tuần tra, rà soát các tuyến đê, kè, các cống dưới đê, các khu vực có nguy cơ sạt lở để kịp thời phát hiện, có biện pháp xử lý ngay các sự cố từ đầu giờ. Tổ chức vận hành đóng mở thử các cống và kịp thời đóng ngay cửa cống ngăn lũ khi có lệnh hoặc thấy có nước từ các sông chảy mạnh vào đồng, chuẩn bị mọi lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị để sẵn sàng xử lý mọi tình huống xảy ra trên địa bàn theo phương châm 4 tại chỗ. Các lực lượng chức năng cũng tích cực tuyên truyền vận động nhân dân về những diễn biến bất thường của thời tiết, các biện pháp phòng tránh lũ, cảnh báo người dân những địa điểm nguy hiểm khi tình hình nước lũ dâng cao. Sau khi nắm bắt được tình hình, lực lượng công an đã túc trực 24/24 tại vị trí sạt lở và ngăn chặn không cho người dân và người và phương tiện đến tiếp cận tại vị trí sạt lở trên. Về tinh thần thì chúng tôi sẵn sàng luôn túc trực 24/24 tại vị trí sạt lở để tránh cho những người dân hiếu kỳ đến tiếp cận khu vực sạt lở nguy hiểm. Với sự vào cuộc khẩn trương tích cực của cấp ủy chính quyền địa phương cùng sự chung sức đồng lòng của toàn thể nhân dân, công tác phòng chống lụt bão trên địa bàn huyện Đoan Hùng hiện vẫn đang được kiểm soát chặt chẽ, nỗ lực hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra.